Ta lấy một cái plan, ta scale nó ra, rồi chiều này dài ra tí, chưa chiều này ra tí nữa, để luôn luôn cái này nó nằm trong camera ha. Thường thường cái này nó sẽ nằm trong camera. Rồi sau đó người ta sẽ làm cong cái phần này ha. Giờ mình đi chút cái này lên, rồi bevel cái này, đây đâu rồi, mình sẽ làm cái này cho nó mềm ha. Mình làm cái này cho nó mềm. Thường để cho nó đẹp á thì người ta kéo cái này cao hơn một tí. Để sao? Để cái độ cong này nó bị xuyên lên trên nó đẹp hơn ha. Kéo cao lên một tí này nè. Rồi người ta mới bê vô. Thì cái độ cong nó cao lên ha. Mình thấy cái độ cong này nó xuyên lên. Rồi cho này nó mềm. Bây giờ mình có được một cái background nó như thế này. Tắt cái lưới này đi ha. Tắt tắt. Rồi. Giờ mình đưa nó vào đây. Kiểm tra nè. Đấy. Mình có được một cái background phía sau. Chọn nó smooth. Đây nó láng ha. Khi mình nhìn vào cái camera, mình sẽ thấy cái background này. Ha. Trường hợp có những cái mình phải xoay cái background lại cho nó đẹp. Ví dụ như cái này mình muốn cái góc camera nó như thế này. Mà cái background mình nó bị nghiêng thì mình phải xoay nó lại như thế này ha. Thì toàn bộ nó nằm trong cái này. Vâng, mấy em sẽ nhìn thấy nó nằm ở đây ha. Đấy, trường hợp mà cái camera của mình muốn lấy cái góc này thì mình phải xoay cái này. Còn không thì mặc định nó phải trở lại ha. Rồi camera mình có thể zoom tí đi hả, lên xuống gì đó, lấy cái sản phẩm cho nó đẹp. Bây giờ mình đánh giống như một cái sản phẩm thì người ta thường sẽ làm gì đây. Bỏ cái âm viên nha, không cần thiết, chưa có cần thiết mấy cái đó. Đây mình có thể cũng có thể tắt nó đi ha, còn không thì mình tắt trong này ha, tắt cái quốc cái này đi để mình lấy cái dạng đèn cho nó chuẩn, bỏ render. Giờ mà đầu tiên mình cứ view lên một cái coi nó ánh sáng nó như thế nào cái đã ha. Đây đấy, mặc định của nó là như thế này. Nó bóng và nó theo một cái hướng của cái môi trường cơ bản đúng không? Đây là mình để, do mình để chất liệu bằng kim loại tối đa nó bóng giống như inox á ha. Bây giờ mình mới đặt đèn nè. Giờ mình canh cái góc cho nó ổn tí đi ha. Rồi chút mình đặt cái đèn cho nó ổn. Ví dụ như sản phẩm mình nó như thế này. Rồi. Tạo một cái đèn sunlight. Ở đây mình kéo nó lên ha. Để mình biết cái hướng nó nằm ở đâu. Rồi, chiếu nó vào hướng này. Thường thì mình nên để local cho nó ha. Tại nó là cái đèn cơ bản. À, theo mình đợi mình xoay theo cái đèn nó dễ hơn. Này. Hướng camera của mình nó đang nằm ở đây ha. Thì muốn làm một cái studio, đèn studio tốt á, thì thường thường cái này mình để khoảng 45 độ ha.
Và ở đây mình cũng để xuyên cỡ cỡ đó, đừng có để nó xuyên dài quá, cái bóng nó sẽ xấu ha. Đấy, thường thường trung bình nó sẽ như thế này, sáng thế. Rồi mình sẽ đặt thêm một cái đèn nữa, từ từ mình sẽ tính sau ha. Đặt thêm một cái đèn nữa, mình có thể đúp lên hoặc là tạo mới tùy ha. Thí dụ như thầy tạo mới cho nó dễ. Rồi mấy em sẽ kéo nó qua bên này, và cái đèn này mình xoay ngang ha. Thì ở đây mình sẽ gõ 90 này ha, nó xoay ngang. Mục đích của cái đèn này là mình lấy cái ánh sáng bên tối, cái phần sáng bên tối ha. Đây, hai cái đèn này, cái này mình phải xoay vuông góc với camera, thường thường cái này mình xoay vuông góc với camera nè. Đây nè ha. Đấy, để nó chiếu vừa đủ vào trong này và nó nằm ngang ha. Rồi từ cái này mình nhân lên một cái nữa. Shift D. Kéo nó ra và xoay nó lại ha. Phía sau đánh tới, đánh vuông góc với cái camera một tí. Đây, camera nè ha, hơi vuông góc với camera một tí. Thì mình đặt đâu cũng vậy ha, mấy em nên đặt ra ngoài này cho dễ nhìn thôi chứ không có gì cả, không có vấn đề. Ở đây cũng vậy, mấy em muốn để lên trên cao hay là xuống dưới gì nó cũng chiếu song song thôi. Đây là ba cái đèn cơ bản ha. Thường thường để làm một cái studio người ta luôn luôn có ba cái đèn. Và đầu tiên là mình coi cái sắp xếp vị trí ha. Cái này nó chiếu khoảng 45 và 45 so với cái góc nhìn của camera. Còn hai cái này là vuông góc ha, và nó nằm ngang, nó không có chiếu lên xuống gì cả, chỉ có anh này chiếu lên xuống để làm gì, để nó tạo cái ánh sáng tự nhiên. Là thường thường cơ bản là cái ánh sáng tự nhiên từ trên xuống dưới ha. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình chỉnh đó. Cái phần vợt này thì mình để mặc định rồi ha. Đây mình để mặc định đó, không có chỉnh gì nữa hết. Nếu mình đã lỡ chỉnh đây thì mình chỉ có việc bấm delete vào đây ha là xong, không có vấn đề. Rồi giờ mình mới render. Mở camera lên. Đây, mình thấy nó chỉ có một cái bóng. Tại sao? Tại vì mấy cái kia nó đang chiếu thẳng vào nhau ha. Nhưng cái bóng này nó sẽ ảnh hưởng vào đây. Mấy em nhìn thấy không? Cái bóng này nhìn ngang nè, chiếu thẳng vào đây. Ơn sao à? Ơn sao nó chiếu tới nó bị cái phông nền này nó che, cho nên không thấy gì hết cái ánh sáng phía sau ha. Cho nên là mình phải bỏ cái bóng của nó đi. Cách shadow. Đây, bây giờ mình thấy cái đốm sáng ha. Rồi, tiếp tục bên này cũng vậy. Coi nè, mình bỏ cái shadow. Đây, cái này nó trồng lên ha, nó không có bị nữa. Có nghĩa là bây giờ người ngoài bình thường người ta không thấy mình set up á, thì người ta sẽ thấy là hình như có một nguồn sáng. Nhưng mà người chuyên nghiệp người ta nhìn vào, người ta thấy ba cái đốm sáng ở đây là người ta biết có hai cái bóng đèn giả đâu đó ha. Ha, có hai cái bóng đèn nữa đâu đó. Nếu mấy em nhìn phải tập đánh giá nhận xét. Ví dụ một ngày nào đó mà mình muốn nghiên cứu, mình lấy một cái bài của một ai đó ở trên mạng hoặc là của người một bạn nào đó, thì khi mình mở lên mặc dù không có thấy gì hết, nhưng mà mình render lên mình thấy như thế này, có nghĩa là có hai cái đèn nào đó nó ảnh hưởng vào ha. Rồi bây giờ mình mới set up tiếp ha. Set up tiếp đèn như thế này là chưa đủ sáng ha. Bây giờ mình phải chọn ba cái đèn nè. Cái đèn này là đèn chính à, thường cái đèn chính người ta gọi là main ha. Rồi một cái đèn chiếu ngang này nè,
Nếu ngang này người ta gọi là view. Rồi, một cây đèn đánh phía sau người ta gọi là đèn rim ha. Để lấy cái viền, à, mình thấy nó lấy cái viền này nè, đó nó lấy cái viền này nó sáng sáng lên nè. Ha. Đó là đèn rim. Rồi mình cho ba cái đèn này gom lại 1 2 3. Mình chọn ba cái. Mình cho nó vào một cái collection ha. Thì để làm cho nó nhanh á thì mình bấm chữ M ở ngoài này nè. Chọn ba cái đèn nha, nhớ chọn 1 2 3 cái đèn xong cái đã, bấm M nó lên cái bảng New Collection ha. Rồi. Ở đây mình đặt tên nó là Live Studio. Được chưa? Đây. Lúc này mình có thể quản lý nó dễ, tắt ha. Tắt. Đấy, cơ bản của mình là như vậy. Mấy em luôn luôn bỏ đèn vào trong một cái bộ cơ bản. Rồi, bây giờ mình mới coi. Cái đèn main là cái đèn chính. Đây. Đèn chính thì nó phải sáng ha. Ví dụ như mình đánh lên 3. Zoom lên xíu, lên xíu, lên xíu. Mình coi cái ánh sáng nó có ổn không? Nó có bị cháy không? Cái nền này mình chưa có tô màu ha, thì mình cũng phải cho nó cái màu cái đã. Đừng có để vì cái nền nó sáng quá mà mình tưởng nó cháy hay là gì đó, hoặc là nó ảnh hưởng ngược lại ha. Bây giờ mình phải chọn cái nền, tạo cho nó một cái chất liệu. Nếu rồi ở đây à dạ thì mình thấy cái vật này ok, chưa có cháy gì hết ha, chưa cháy gì hết thì bắt buộc mình tăng nó lên, tăng cái men này lên, ví dụ như 5. Tất cả những cái khối trên này đừng để bị mất ha. Một cái ánh sáng đẹp là một cái ánh sáng đánh lên thấy rất là nhiều khối và rõ khối ha. Mấy em nhìn thấy nè, từng cái góc nhỏ nó lên và nó đừng có để bị sáng quá. Thí dụ như trường hợp mình đánh lên nữa như thế này là hơi sáng ha, bắt đầu nó mất chi tiết rồi, những cái chi tiết trong này nó bắt đầu nó mất mất dần ha, mất dần. Thì mình phải canh á, mà mình đánh lên nữa thì bắt đầu nó cháy ha, nó mất chi tiết khá nhiều và những cái vật khác nó cũng bị sáng chừng lên ha. Như vậy là nó mất màu, tại cái màu gốc của mình nó không phải màu này. Cho nên để lấy được một cái chuẩn thì mấy em phải hiểu thứ nhất là gì, cái màu của nó có còn nguyên màu hay không ha. Màu như vậy là đã bị sáng rồi ha, mấy em phải cho nó thấp xuống, nên rất là công phu nha mấy em, chỉnh từng tí như vậy là cũng hơi quá sáng ha. Em có thể để 6. Đây, cái màu như thế này là vừa đủ độ chính của nó ha. Độ chính của nó. Rồi. Bây giờ ánh sáng bên này, ánh sáng nghiêng bên này nè. Thường thường thì cái ánh sáng nghiêng bên này người ta hay đánh ngược lại với cái ánh sáng của cái ánh sáng chính ha. Thí dụ như phía trước mình hơi à, thôi cái phần chỉnh màu từ từ đi, mình phải chỉnh cái độ sáng tối của nó trước cái đã. Mình chọn cái đèn fill ha, là cái đèn kế bên đó, nó chỉ có một thôi. Ví dụ mình đánh chấm 5 này, nó xuống nữa đúng không, mình đánh chấm 1. Đèn này là đèn phụ ha, nhưng mà nó phải thấy được, đừng có để nó bị đen bị tối. Đèn phụ nhưng mà nó phải sáng để đừng thấy bị đen bị tối, thấy không? Bây giờ mình nhìn thấy đây nè ha, nó cũng sáng lên rồi ha, nhưng mà phần này nó bị tối tại cái khối này nó lồi lõm nhiều hơn ha, thì bắt buộc mình phải đánh này lên. Hãy đánh chừng nào thấy rõ cái khối của nó, mấy em đánh chừng nào thấy rõ khối của nó thôi ha. Rồi bây giờ đến cái đèn phía sau này. Phía sau này thường thường á cái đèn nó sẽ lấy ít mờ hoặc là nó quá mạnh luôn đánh ha. Thí dụ như thường thường cái đèn phía sau nè,
để lấy được cái bóng sáng này rõ đẹp, nó sẽ đánh rất là mạnh. À, lấy cái viền á, nhưng mà người ta không bao giờ người ta để trắng, người ta không bao giờ người ta để trắng cái đèn phía sau này ha. Thường mấy em thấy sân khấu mà khi ánh sáng phía sau nó đánh lên mấy cái mái tóc, một là nó vàng, nó đỏ, nó xanh, nó gì đó, thì mấy em cũng nên chỉnh cái màu này một tí ha, để cho nó hiệu quả hơn ha. Mấy em nhìn thấy nè, thì nó sẽ khác cái ánh sáng chính hơn ha. Đừng có để nó đấy, có thể nó vàng, có thể nó xanh ha. Thì mình nhìn thấy cái vật ánh sáng nào ra sáng đó, và nó hơi sáng thì mình giảm nó xuống nha. Còn bình thường thì mình cứ cho nó thấp xuống, thấp nữa đấy. Rồi bây giờ mình thấy cái ánh sáng chính nè, ánh sáng phụ nè ha, và cái đường rim ở phía sau nó mờ mờ, nó đi vòng. Làm sao đừng có để mất, làm sao đừng có để mất ánh sáng. Còn cái này à, cái này là thầy đang nói về studio cơ bản ha. Còn cái khối này nó còn cái bề mặt bên trên, thì bắt buộc mấy em phải có thêm một cái đèn ảo nữa ha. Mấy em có thể lấy một cái Arri ha, hoặc là mình tạo một cái plan mình đặt lên trên, ví dụ như thế này. Rồi bây giờ thầy quay trở ra, tắt render đi ha. Đây, phần trên này mình chưa có ổn, phần trên này chưa ổn, thì mình sẽ tạo cho nó một cái đèn ảo, hoặc là mình lấy luôn cái đèn. À, thường thì người ta sẽ dùng cái đèn ảo đó là dùng emission ha, người ta dùng một cái plane để nó lên. Thì mình phải loại trừ cái đèn này ra nha, cái này nó bị đổ bóng ha. Thì cái phần shadow của nó trên cái đèn này nè, mình phải cái đèn này mình phải include nó. Rồi cái này để chút nữa đi, chút cái này bây giờ nó hơi lộn xộn lắm ha. Bây giờ mình lấy một cái đèn cơ bản coi nó có độ bóng không cái đã. Đấy, light. Đèn thì nó không độ bóng ha. Rồi mình sử dụng cái đèn trên mình chiếu xuống, tăng này lên. Đây, cái đèn này thì mình hạn chế cái diện tích ha, nó cần chiếu cái chỗ nào thì mình lấy cái phần chỗ đó để nó sáng vào cái mình cần thiết, và mình nhớ là tắt cái bóng đi. Do cái này là thủy tinh, do cái này là kim loại bóng 100%, phía trên nó có cái nền ha, cho nên là cái phần này nó sẽ lấy của cái phần môi trường ha, nó sẽ lấy cái phần môi trường. Rồi mình có thể canh nó qua một tí thử xem nó lấy hết không, nó không lấy hết cái phần môi trường ha. Giờ mình thấy phía trên nó chiếu cũng không có ổn lắm, do cái bóng đổ của mình từ sáng ở đây nè ha. Bây giờ mình làm chất liệu này khác một tí đi, chất liệu này thường kim loại người ta không có để cái khối như thế này ha, giảm bớt nó lại. Đây, thấy cái độ trên của nó,
đưa vào camera và chỉnh nó ha. Này thì mình tắt shadow ha. Đây mấy em nhìn thấy cái bóng này nè, giảm nó xuống. Cái phản chiếu này hơi ít ha, tăng nó lên. Nếu mà em muốn lấy cái phần phản chiếu trên này thì mấy em cứ việc tăng cái này lên và để xa nó ra. Rồi dùm để này ha, mình đưa nó xa ra. Rồi đưa nó xa ra thì nó vẫn thấy ha, nó vẫn thấy ha, mấy em nhìn thấy ha. Mà cái ánh sáng nó sẽ giảm bớt đi, không? Đấy, nó vẫn thấy nè ha, vẫn thấy phản chiếu nó, ánh sáng nó sẽ giảm bớt cái phần này đi. Đây là với cái trường hợp mà mình thêm ánh sáng từ trên xuống, ha. Với trường hợp mình thêm ánh sáng từ trên xuống. Còn thường thì mặc định của nó là mình làm ba nguồn sáng cơ bản, ha. Ba nguồn sáng cơ bản. Coi lại ba nguồn sáng ha. Đây là nguồn, đây là cái ánh sáng chính nè, đây ánh sáng phụ nè. Tắt cái bóng đổ này đi ha, rồi những cái bóng đổ này tắt đi ha. Đây là nó ok ha. Mình nên đánh cơ bản như thế này. Và thường thì cái bóng shadow nó sẽ nằm ở ngoài này ha, shadow nằm ở ngoài này. Đây là cái độ mềm của nó. Đây, độ bén, độ răng ha. Ở đây là mình chỉ có chỉnh cái phần mềm nó nằm ở đây ha. Rồi nó chỉ có phần shadow đó nằm đó thôi. Để quay trở lại bên trong. Cái độ chói này là cái phần chói này nè ha. Mấy em sẽ giảm cái phần này xuống. Đó, cái độ chói á, mấy em nhìn thấy không? Độ chói này nè. Mấy em không muốn chói thì mấy em tắt. Em muốn chói nhỏ kéo nhỏ lại ha. Này là bán kính của cái đó. Đây cái lớn nè, nhỏ nè, giống y như cái đèn boy lúc nãy ha. Này thì nó không có cho nhiều, độ mềm nó tới mức đó thôi ha, mấy em để là một mặc định. Trong này nó còn đổ bóng theo dạng texture nữa. Đây không, vẫn không nhìn thấy. Chắc mình phải ép texture vào ha. Thường thì mấy cái này ít khi sử dụng trên cái sản phẩm game của mình ha. Đã không làm, trừ khi mình làm một cái phim gì đó theo ý đồ mình á thì mình mới làm tới cái phần đó. Rồi. Như vậy là cơ bản mình sẽ làm với cái dạng đèn này. Bây giờ mình sẽ qua một cái kiểu đèn studio khác. Đóng này lại ha. Bây giờ mình sẽ làm toàn bộ bằng studio giả, đèn giả hết ha. Mình sẽ dùng một cái plan như thế này. Ví dụ như cái đèn nó phải lớn. Đây, cỡ này đi. Rồi, cho nó một cái chất liệu emission ha. Emission. Đây, là nó phát sáng xuống nha mấy em. Đây để render thử xem.
Đây mình không có để like được ha. Ngồi sảng quá. Ồ nhiều quá. Đây. Khoảng 5 3 nữa. Đây. Đây là cái dạng đèn ảo ha, mình tự làm cái dạng đèn này bằng object emit. Rồi. Đây thì bắt buộc mình phải mở render lên thì mình mới nhìn thấy được. Bây giờ mình sẽ chia cái đèn này ra thành nhiều cái lưới nhỏ ha. Như để mình đi đúng với camera thì mình xoay cái này lại cho nó vuông vuông vậy ha. Đấy. Rồi. Ở đây mình xoay theo object cho nó dễ. Đây. Mình sẽ chia lưới trên này ra để tạo giống như là nó cái đèn nó có nhiều ô ha, để mình giả lập nó. Rồi bên này, rồi sau đó mình sẽ chọn phay. À, sau đó mình insert nó ha. Thì ở cái insert này mình phải bật cái end view ha. Rồi chỉnh cái này lên một tí ha. Đây. Sau đó mình chọn ngược lại, select invert, delete nó đi, đúng không? Đây mình được một cái kiểu đèn như thế này. Đấy. Đây mình đẩy sát nó ra phía sau tí ha, quay nghiêng nó lại. Đây, nguồn sáng nó như thế này, giờ anh mở render lên nè. À, giờ mình có cái nguồn sáng cơ bản, nhìn nó vẫn đẹp ha, ánh sáng nó mềm. Đây là một cái kiểu đèn thường thì các phần mềm nào người ta cũng sử dụng cái kiểu giả như thế này ha, để mình đặt vào cho nó tùy thích ở khu vực nào cũng được, nó cũng giống như cái đèn khu vực ha. Và luôn luôn cái này nó phải nằm ngoài ha, đừng có để nó vào trong, hoặc để vào trong cũng được. Sau đó mình giấu cái object nó đi, cái đó mình tính sau. Sau đó mình cho nó qua bên này một cái nữa và đứng lên một tí ha, đúp nó lên một cái. Để cái này nó nặng lắm. Rồi, giờ mình mới kéo nó qua. Thường thường thì như thế này. Và cái ánh sáng bên này có thể nhẹ hơn ha. Mình chủ yếu là để làm ánh sáng chính và ánh sáng phụ. À, bây giờ hai ánh sáng nó như nhau, đúng không? Ánh sáng. Bây giờ mấy cái bóng này nó gần như là
bị triệt tiêu, nó chỉ còn cái giữa cái sáng và cái tối nó đổ bóng nhẹ thôi ha. Giờ mình nhìn trên cái object nè, nhìn kỹ lên trên cái object mình thấy giống như là nó đang chiếu chiếu qua một cái cửa sổ gì đó ha. Ha, mấy anh thấy mấy cái sọc nè, ha, đây mấy cái sọc nè, đấy mấy cái sọc này ha, đây cũng có mấy cái sọc nè ha, giống như nó chiếu qua một cái lớp đèn hay là nó phản chiếu qua một cái tòa nhà gì đó có mấy cái cây đèn đặt song song với nhau ha. Đấy là cái cách mà mình làm cái object giả đây. Rồi mình có thể làm cái object giả này ở phía trước nữa ha, bằng cách như thế này. Em làm ở phía trước, lấy một cái plan dựng đứng nó lên. Rồi, mua nó ra đây, em scale nó cao lên. Cao, cái này phải dài ha. Rồi. Đây. Và mấy em làm một chuỗi những cái đèn sát lại với nhau ha. Giờ mấy em làm đập lên, xích nó ra một tí, xong keo nó lại một tí ha. Rồi mua nó lại sát ở đây, rồi mình lại tiếp tục ship đê đẩy nó ra, có thể keo nó ra hơn, lớn hơn. Đây mình phải làm như thế này nè, thì trước đó mình tô màu cho nó ha, cũng giống y như vậy, mình cũng làm cho nó một cái chất liệu hoặc là mình lấy của chất liệu kia cũng được ha. Cái emission nè, đấy rồi cho nó lớn lên, hay là chút nữa mình mệt nó lại roi lại mình làm nó một lần cũng được ha, nhưng cho nó lên 3 đi. Đấy mình làm một lần luôn, rồi đúp nó lên, kè nó muốn để xa để gần gì đó tùy thích mình. Đây là cái cách mình làm trên cái studio hoặc là một vài cái sản phẩm sau này mình hay làm, thí dụ như là sản phẩm dầu gội đầu hay là chai nước gì đó đại khái ha, người ta hay sử dụng những cái loại studio như thế này. Đây, dù vậy xong mình tiếp tục. Thì mình sẽ thấy trên cái vùng này nó có chiếu lên đó ha, giờ mình đặt coi nó đúng vị trí chưa cái đã ha, mình cho nó qua bên này đúng không? Mua nó qua. Rồi, thử xem. Mình phải kéo nó ra khỏi ha. Mình phải kéo nó ra khỏi này, cao lên. Nó ra khỏi góc camera thì nó mới được. Rồi, giờ mình render thử. À, bây giờ mấy em nhìn thấy ha, mấy cái sọc nó lên nè, mấy cái sọc lên. Thì thường thường những cái này người ta hay ứng dụng trong mấy cái studio ha, sáng đậm sáng nhẹ là do cái độ mạnh của nó thôi, mấy em có thể tăng nó lên bao nhiêu đó ha.
Ví dụ mà em có thể tăng cái này sáng lên, tăng cái kia sáng lên, cái đó tùy. Nếu như như bên này mình cho nó giảm lại bớt à. Rồi cái phần bên này mình sẽ cho nó sáng lên. Ha. Phần emit chỗ này nó sẽ tốt hơn. Bên này mình lại tiếp tục mình giảm xuống. Thường thì mấy cái này nó, nếu mình tăng nó nhiều quá thì cái độ tương tác nó sẽ ảnh hưởng với nhau ha. Tăng nhiều quá nè, bây giờ nhé. À, bên này nó sẽ ảnh hưởng của bên này luôn. Đây, giờ mình thấy nó đẹp ha. Mình thử để chế độ render cao lên tí. Tắt cái này đi. Rồi. Tăng cái này lên. Rồi bật render lên. Chưa kể mình xóa phông gì hết ha. Mình coi trên cái object của mình nó như thế nào cái đã. Ánh sáng nó đi lên có hợp lý không? Ha, mình thấy mấy cái đốm sáng nó không có giống như là mấy cái đèn thường. Mình có thể thấy nó ha, nó đi theo cái hướng của những cái khu vực đèn hay là những cái cửa sổ đèn nó chiếu. Mấy em đừng bao giờ đánh để cho nó cháy ha, cố gắng đánh làm sao mà cho nó đừng có cháy, thấy được cái nguyên cái chất liệu của nó. Ở đây cái background nó bị reflect ha. Không, bắt ra nó bị cái bóng đổ của cái đèn xuống. À, mình thấy cái khối hình trụ à. Ánh sáng nó mấy cái cây của nó nhiều quá, đâm ra là à, nhìn nó rối ha. Mình có thể bỏ bớt. Làm ít lại, mình có thể làm ít lại. Rồi ha. Xong, mình đã có một số cái phần studio cơ bản. Ở phần này nè, nó có cái nút render này ha. Mình nhớ tắt hoặc là tắt luôn hết như thế này. Thì cái phần này nó không có bị bóng đổ bởi mấy cái đèn này ha. Bản thân của mấy cái này nó không có bóng đổ. Thì mấy em coi lại nha. Nha. Bản thân nó sẽ không có bóng đổ, nó lên rất là đẹp. Được ha. Đấy rồi mấy em muốn cái nào sáng, cái nào tối thì mấy em tiếp tục tăng thêm cho nó là nó sẽ lên đẹp. Hay thường trong studio thì người ta chỉ cần cái sản phẩm nó nổi, ha, nó tròn trịa, nó khối, nó đầy đủ ha, là người ta OK. Hoặc là cái sản phẩm của người ta nó phải đừng có bị dơ, bị cháy, bị đen hay gì đó. Thì người ta quan trọng nhất vẫn là những cái đó. Khi làm em nhớ tắt luôn bên trong ha. Thí dụ như cái này thầy tắt luôn là mày thầy cũng phải tắt ở cái phần render ha. Để render nó sẽ thấy. Em cũng được thấy nè. Đấy. Đây là lúc này là còn cái đèn ở phía phía trước nó thôi ha. Cái đèn phía trước là một cái chuỗi đèn ảo phía trước nó đánh vào đó. Rồi mình bật từng cái lên thì mình sẽ thấy. Đây cũng vậy. Lúc này là có cái đèn bên hông ha. Ha, mấy em thấy cái đèn đánh lên rồi ha. 2 cây 3 cây gì đó mình nhớ tắt luôn cái phần render ha cho nó hiệu quả.
Ở đây mình nhớ là có thể kết hợp được với cái phần HDRI ha, mấy em thoải mái ở cái phần này. Đấy, ví dụ như mình có thể bật nó lên chung với HDRI ha. Giờ mình sẽ làm cái HDRI cho nó. Đây, lúc này là chưa có HDRI ha. Bây giờ mình sẽ làm cho nó một cái HDRI. Ví dụ như ở đây là mình đang ở trong studio, thì mình sẽ làm cho nó một cái HDRI bên trong studio, mình kết hợp chung với nó, đúng không? Environment nè. Rồi ở đây mình sẽ kiếm cái hình ha. Đây, đấy, lúc này là nó vừa có ánh sáng của mình tự tạo vào một cái ánh sáng của môi trường ảo từ cái hình. À, lúc này mình sẽ có hai thứ ánh sáng nó trộn vào trong này. Đúng không? Đây, lúc này là môi trường nó hiện lên. À, lúc này là bóng nó sẽ đổ vào cái vật. À, thường thường thì khi mình làm với môi trường á, thì cái phần này mà một là mình sẽ đẩy ra, hai là mình sẽ dùng cây đèn ha. Cái phần này nè, mình sẽ dùng cây đèn hoặc là đẩy ra, tại vì môi trường nó sẽ đổ cái bóng này vào, đổ cái bóng của cái vật này vào trong này ha. Nó là giống như một cái đèn thật nên là nó sẽ đổ vào. Thường thì người ta sẽ bật mấy cái đèn này lên, ví dụ như plane này thì bỏ đi ha, bóng này thì bỏ là nó mất nè. Môi trường cơ bản của nó là như thế này. Đây là cái môi trường của nó. Rồi mình bật thêm đèn của mình lên ha, một cái bộ đèn studio nãy. Ví dụ đây. Ha, bật cái đèn này lên. Và mình tắt luôn cái plan, mấy cái plan này đi ha. Này mình cũng nên rút nó lại ha. Rồi, lúc này là ánh sáng nó khác. Nó vừa studio và nó vừa môi trường, cho nên là mình bắt buộc một trong mấy cái thứ đó mình phải giảm. Đấy, cái đèn này, cái hướng ánh sáng này là hướng ánh sáng mình tự tạo ha. Hướng này là hướng ánh sáng mình tự tạo. Còn cái hướng này là của môi trường. Hai cái nó cộng lại nè, mình thấy không? Đấy, lúc này là mình phải canh lại một trong các cái đây là mình phải bỏ. Nếu mình muốn lấy cái này thì mình phải xoay cái môi trường ha. Thì cách xoay cái môi trường á, thì mình phải vào trên shading ở đây. Mình sẽ nhìn thấy cái môi trường nè. Đây ha. Rồi mình đưa cái object này về qua ở đây nè. Đấy, nó có cái chất liệu. Để xoay nó thì mình phải add cho nó một cái tab ha. Mapping ở đây. Giống như lần trước á, mấy em có nhìn thấy đó. Đây, đâu rồi? Thì khi đó mấy em mới xoay được cái này ha. Và trước nó thì mình cũng add một cái map input không phải input, nó có một cái gõ cho nó nhanh. Picture coordinate ha. Rồi ở đây nó có nhiều kiểu lắm, ở đây mình không phải chạy UV mà mình phải dùng generate ở đây ha. Mình thả nó vào vector thì lúc này cái môi trường này mình mới xoay đi được. Lúc này mình mới xoay cái môi trường này bằng trục Z ở đây nè. Đấy, lúc này mình mới xoay. Thì ở trong này cái bóng nó sẽ thay đổi ha. Đây, nó xoay bóng nó ngang qua luôn ha. Mấy em nhìn thấy cái bóng nó ngang qua ha.
Thấy nó gần giống cái bóng. Mình có thể xây thêm nữa, xây thêm nữa. Nhưng mà mình phải xây như thế nào để cho cái ánh sáng ở trên nó đẹp? Thường thường thì mình phải giảm ánh sáng ha. Ít khi người ta để HDRI này ở mức độ mạnh, người ta sẽ giảm nó xuống. Ví dụ như người ta sẽ để chấm 5 ha, để cho nó mềm lại. Chủ yếu vẫn là cái ánh sáng chính mình tự set. Đấy, ánh sáng chính mình tự set, còn cái môi trường là để cho nó hiện reflect ha, hoặc là nó hơi tả thực lại một tí. Rồi, cơ bản là nó như vậy. Mấy em cố gắng đặt đèn làm sao để cho mà cái sản phẩm của mình nó rõ ha, nó nổi bật lên và nó đủ đủ khối, đừng bị cháy. Đó là mình làm cái phần ánh sáng nó mới thành công ha.